Cô xin chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Cô xin giới thiệu, cô là cô Hằng, được phân công giảng dạy bộ môn địa lý 8 trong năm học này. Trong năm học này thì do tình hình dịch bệnh nên chúng ta sẽ tạm thời chuyển sang học tập trực tuyến. Cô có một số yêu cầu trong việc học tập trực tuyến như sau. Một là luôn sẵn sàng. Các em sẽ sẵn sàng kết nối các thiết bị trước tiết học. Sẵn sàng đồ dùng như là tập ghi bài, sách giáo khoa, tập bản đồ địa lý lớp 8. Hai là nghiêm túc và tích cực. Và yêu cầu thứ ba là tôn trọng và lịch sự. Chúc các em có những giờ học tập hiệu quả và thú vị. Đầu tiên cô xin giới thiệu về cấu trúc của chương trình môn địa lý lớp 8. Thì cấu trúc của chương trình sẽ bao gồm có hai phần. Phần 1. Thiên nhiên, con người ở các châu lục. Tiếp theo, phần 1 này chính là nội dung nối tiếp trong phần 3 của chương trình địa lý lớp 7. Và phần 2, địa lý Việt Nam. Ở trong phần 1 thì bao gồm có hai chương, đó là chương 11 châu Á và chương 12 tổng kết địa lý tự nhiên và địa lý các châu lục. Thì chương 12 này nằm trong phần giảm tải cho nên chúng ta sẽ không tìm hiểu phần này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu nội dung của bài học đầu tiên. Phần 1. Thiên nhiên, con người ở các châu lục. Tiếp theo. Chương 11. Châu Á. Và trước khi tìm hiểu bài học đầu tiên, thì các em sẽ lấy cho cô một tờ giấy. Chúng ta sẽ chia thành 3 cột. Cột thứ nhất, các em sẽ ghi cho cô những điều mà mình đã biết về châu Á. Cột thứ hai, các em sẽ ghi cho cô là em mong muốn tìm hiểu điều gì về châu Á. Và cột thứ ba, chúng ta sẽ để lại khi nào học xong chương 11 này thì chúng ta sẽ ghi vào. Cột thứ ba này, các em sẽ ghi cho cô là em đã biết được những gì về châu Á khi chúng ta học xong chương này. Các em sẽ có một phút để hoàn thiện xong hai cột đầu tiên. Chúng ta đến với tiết 1, bài 1, vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản. Sau khi tìm hiểu xong bài học này, thì về mặt kiến thức, các em sẽ xác định được vị trí của châu Á trên bản đồ thế giới, so sánh được kích thước địa hình của châu Á so với các châu lục chúng ta đã học, trình bày được đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á. Về mặt kỹ năng, các em sẽ xác định được các dạng địa hình của châu Á, kể tên được các dãy núi, các sơn nguyên và các đồng bằng, kể tên và xác định được các mỏ khoáng sản của châu Á. Các em lưu ý, khi chúng ta thấy xuất hiện biểu tượng này, thì các em sẽ hoàn thiện những nội dung đó vào trong tập của mình. Một nhỏ, vị trí địa lý và kích thước của châu lục. Các em hãy quan sát vào lược đồ các châu lục và đại dương, hãy xác định vị trí của châu Á. Nhìn ở trên lược đồ thì chúng ta sẽ dễ dàng xác định được toàn bộ phần màu vàng này sẽ là châu Á. Vậy em cho cô biết, châu Á sẽ thuộc bán cầu Bắc hay là bán cầu Nam? Để xác định được thì chúng ta sẽ dựa vào đường xích đạo. Từ xích đạo về phía cực Bắc sẽ là bán cầu Bắc, từ xích đạo về phía cực Nam sẽ là bán cầu Nam. Như vậy, phần lớn diện tích của châu Á sẽ thuộc về bán cầu Bắc. Các em tiếp tục quan sát lên trên lược đồ và cho cô biết châu Á thuộc lục địa nào.
đó là lục địa Á Âu. Châu Á là một bộ phận của lục địa Á Âu. Có biểu tượng của cuốn tập và cây bút thì các em sẽ hoàn thiện nội dung này vào trong tập của mình. Các em sẽ dựa vào nội dung của phần 1 trang 4 trong sách giáo khoa và cho cô biết diện tích của châu Á là bao nhiêu. Nếu chúng ta chỉ tính diện tích của phần đất liền thì châu Á sẽ có diện tích là khoảng 41,5 triệu km vuông. Còn nếu chúng ta tính cả diện tích của phần đất liền và các đảo phụ thuộc thì châu Á sẽ có tổng diện tích là khoảng 44,4 triệu km vuông. Ở năm lớp 7 chúng ta cũng đã được học 5 châu lục còn lại rồi và chúng ta cũng đã biết được diện tích các châu lục. Vậy bây giờ các em sẽ sắp xếp cho cô diện tích của các châu lục theo thứ tự có diện tích từ nhỏ đến lớn. Chúng ta sẽ thấy là châu lục có diện tích nhỏ nhất đó là châu Đại Dương, khoảng 8,5 triệu km vuông. Tiếp đến là châu Âu, 10 triệu km vuông. Châu Nam Cực, 14,1 triệu km vuông. Châu Phi, 30,3 triệu km vuông. Châu Mỹ, 42 triệu km vuông. Và châu Á, 44,4 triệu km vuông. Như vậy, với diện tích này thì châu Á sẽ là châu lục có diện tích lớn nhất thế giới. Các em hoàn thiện nội dung vào trong tập. Các em quan sát vào lược đồ địa hình và khoáng sản của châu Á ở trang số 4 trong cuốn tập bản đồ địa lý lớp 8 và theo dõi lên trên màn hình. Chúng ta sẽ đi xác định tọa độ địa lý các điểm cực của châu Á. Xét về phần đất liền thì điểm cực bắc của châu Á sẽ nằm tại mũi Chelyukin, điểm cực nam sẽ nằm tại mũi Pi, điểm cực tây sẽ nằm tại mũi Baba và điểm cực đông sẽ nằm tại mũi Dezhenev. Cô sẽ xác định kinh độ của điểm cực tây là 26 độ 4 phút đông, kinh độ của điểm cực đông là 169 độ đông. Nhiệm vụ của các em sẽ đi xác định cho cô vĩ độ của điểm cực bắc và điểm cực nam. Theo cách thông thường thì để xác định được vĩ độ, chúng ta sẽ dựa vào các đường vĩ tuyến. Còn nếu bạn nào có đọc sách giáo khoa thì chúng ta sẽ thấy là ở trang số 4, lược đồ hình 1.1 trong bảng chú giải, người ta đã xác định cho chúng ta vĩ độ của điểm cực bắc và điểm cực nam. Điểm cực bắc sẽ có vĩ độ là 77 độ 44 phút bắc và điểm cực nam sẽ có vĩ độ là 1 độ 16 phút bắc. Như vậy châu Á sẽ trải dài từ vùng cực bắc cho đến vùng xích đạo. Các em tiếp tục quan sát vào hình 1.1, lược đồ vị trí địa lý của châu Á trên địa cầu. Vị trí từ điểm A cho đến điểm B ở đây chính là chiều dài từ điểm cực bắc cho tới điểm cực nam và dài tới 8.500 km. Vị trí từ điểm C đến điểm D ở đây là chiều rộng từ bờ Tây đến bờ Đông, nơi lãnh thổ rộng nhất. Hay chúng ta có thể hiểu là chiều rộng từ phía Tây đến phía Đông, nơi lãnh thổ rộng nhất và rộng tới 9.200 km. Các em hoàn thiện nội dung này vào trong tập. Các em quan sát lên lược đồ vị trí địa lý của châu Á trên địa cầu, cho biết châu Á tiếp giáp với các đại dương nào? Châu Á sẽ tiếp giáp với ba đại dương, đó là Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngoài ra thì châu Á còn tiếp giáp với biển Địa Trung Hải. Vậy châu Á tiếp giáp với các châu lục nào? Đó là châu Âu và châu Phi. Vậy vị trí địa lý này có ý nghĩa gì đối với khí hậu và cảnh quan của châu Á?
Do là châu Á trải dài từ vùng cực Bắc cho đến vùng Xích Đạo, cho nên châu Á sẽ có đầy đủ các đới khí hậu và cảnh quan trên trái đất. Các em hoàn thiện nội dung này vào trong tập. Trên đây là lược đồ các khu vực và lược đồ hành chính của châu Á. Thì ở châu Á sẽ chia ra thành 6 khu vực. Màu xanh dương sẽ là khu vực Bắc Á. Màu vàng sẽ là khu vực Đông Á. Màu xanh lá cây sẽ là khu vực Đông Nam Á. Màu tím hồng sẽ là khu vực Nam Á. Màu xanh còn lại sẽ là khu vực Tây Nam Á. Và màu cam sẽ là khu vực Trung Á. Thì ở trong chương 11 này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về 4 khu vực, đó là khu vực Đông Á, khu vực Đông Nam Á, khu vực Nam Á và khu vực Tây Nam Á. Chuyển sang phần 2, đặc điểm địa hình và khoáng sản. A. Đặc điểm địa hình. Quan sát tập bản đồ địa lý lớp 8, trang 4 hoặc trên màn hình cho biết châu Á có những dạng địa hình chính nào? Các em sẽ đọc bảng chú giải phần phân tầng địa hình. Dựa vào màu sắc, chúng ta sẽ xác định được châu Á có 3 dạng địa hình chính, đó là núi, sơn nguyên và đồng bằng. Các em đọc lược đồ địa hình và khoáng sản của châu Á, cái tên địa hình tiêu biểu, nêu đặc điểm và nơi phân bố của 3 dạng địa hình chính của châu Á theo phiếu học tập số 3. Để đọc lược đồ thì đầu tiên các em sẽ đọc tên lược đồ để biết được nội dung của lược đồ. Sau đó chúng ta sẽ đọc đến bảng chú giải để biết được các đối tượng thể hiện trên lược đồ. Dạng địa hình đầu tiên đó là dạng địa hình núi, sẽ có các dãy núi như sau. Đó là dãy Himalaya, dãy Kun Lun, dãy Thiên Sơn, dãy An Tai, dãy Đại Hưng An và một số dãy núi khác. Đặc điểm của các dãy núi này đó là rất cao, đồ sộ với nhiều đỉnh núi cao trên 5.000m. Tại sao cô lại biết được các dãy núi này rất cao và có nhiều đỉnh trên 5.000m? Chúng ta sẽ dựa vào phân tầng địa hình, dựa vào màu sắc. Các dãy núi này thì chúng ta thấy là có gam màu, đó là gam màu cam đậm và màu nâu đậm. Độ cao của các màu này đó là từ 5.000 và trên 5.000m. Như vậy, các cái dãy núi này rất cao và đồ sộ. Các dãy núi này thì sẽ phân bố tập trung ở vùng trung tâm. Dạng địa hình thứ hai đó là sơn nguyên. Chúng ta sẽ có các sơn nguyên như là sơn nguyên Tây Tạng, sơn nguyên Trung Siberia, sơn nguyên Deccan, sơn nguyên Iran, sơn nguyên Arab. Đặc điểm của các sơn nguyên này đó là cũng rất cao và đồ sộ với các gam màu là màu vàng và màu cam. Các sơn nguyên này sẽ phân bố chủ yếu ở phía tây nam của châu lục. Dạng địa hình thứ ba đó là đồng bằng. Đồng bằng thì sẽ được thể hiện là màu xanh lá cây. Chúng ta có đồng bằng Ấn Hằng, đồng bằng Tây Siberia, đồng bằng Hoa Bắc, đồng bằng Hoa Trung, đồng bằng Hoa Nam. Đặc điểm của các đồng bằng này đó là rất bằng phẳng và tương đối rộng lớn. Nơi phân bố sẽ phân bố ở ven biển hoặc là gần các con sông lớn. Cô ví dụ như là đồng bằng Ấn Hằng, nó sẽ phân bố ở hạ lưu của sông Ấn và sông Hằng. Đồng bằng Hoa Bắc sẽ phân bố ở hạ lưu của sông Hoàng Hà, hay là đồng bằng Hoa Trung sẽ phân bố ở hạ lưu của sông Trường Giang. Như vậy, địa hình của châu Á rất đa dạng và phức tạp, với nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. Để hiểu rõ sự đa dạng và phức tạp của địa hình châu Á,
chúng ta sẽ đi so sánh với địa hình của châu Âu. Quan sát lên lược đồ tự nhiên của châu Âu, chúng ta sẽ thấy khoảng 2 phần 3 diện tích của châu Âu sẽ là đồng bằng, bởi vì gam màu chủ yếu ở đây sẽ là màu xanh lá. Ở dưới phía Nam sẽ là nơi phân bố của các dãy núi trẻ, bởi vì gam màu ở dưới đây sẽ là gam màu, chúng ta thấy là gam màu cam và màu đỏ. Còn ở phía Bắc thì màu nhạt hơn, phía Bắc sẽ là nơi phân bố của các dãy núi già. Còn ở bên châu Á, chúng ta sẽ thấy là các dãy núi sẽ phân bố tập trung ở vùng trung tâm. Còn phía Tây Nam, khu vực phía Tây Nam sẽ là nơi phân bố của các sơn nguyên. Còn đồng bằng thì sẽ tập trung chủ yếu ở vùng ven biển. Các em hoàn thiện nội dung này vào trong tập. Đây là một số hình ảnh về dãy núi Himalaya, là dãy núi cao nhất trên thế giới. Ở trên dãy núi này thì có rất nhiều các đỉnh núi cao. Và đỉnh núi cao nhất đó là đỉnh Everest với độ cao là 8.848 m. Và nó được ví như là nóc nhà của thế giới. Và ở Việt Nam thì dãy núi cao nhất đó là dãy núi Hoàng Liên Sơn. Dãy núi này thì dài khoảng 180 km, nằm giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, và nó kéo dài tới tận phía tây của tỉnh Yên Bái. Ở trên dãy núi này thì có rất nhiều các đỉnh núi cao trên 2.800 m, và đỉnh núi cao nhất đó chính là đỉnh Phan Xi Păng với độ cao 3.143 m, và nó được ví như là nóc nhà của Đông Dương. Sơn Nguyên Tây Tạng là vùng đất rộng lớn và cao nhất trên thế giới, với độ cao trung bình trên 4.500 m. Nó được mệnh danh như là mái nhà của thế giới với diện tích khoảng 2,5 triệu km2. Sơn Nguyên Tây Tạng thì có các dãy núi cao nhất trên thế giới như là dãy Himalaya, với đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất trên thế giới. Một số hình ảnh về đồng bằng Ấn Hằng thì đồng bằng Ấn Hằng được đặt theo tên sông Ấn và sông Hằng, là hai con sông bồi đắp tạo nên đồng bằng này. Đây cũng là khu vực đông dân nhất trên trái đất. Đây là nơi sinh sống của gần 1 tỷ người trên một diện tích khoảng 700.000 km2. B nhỏ, đặc điểm khoáng sản. Dựa vào lược đồ địa hình và khoáng sản, kể tên những khoáng sản chủ yếu của châu Á. Chúng ta sẽ đọc bảng chú giải xem là các loại khoáng sản nó có ký hiệu là gì. Sau đó chúng ta sẽ đọc trên lược đồ xem là ký hiệu của các loại khoáng sản nào xuất hiện nhiều. Thì châu Á sẽ có những loại khoáng sản chủ yếu như sau. Đó là dầu mỏ. Và dầu mỏ thì sẽ có ký hiệu là hình thang màu đen. Tiếp theo là khí tự nhiên sẽ có ký hiệu là hình thang màu trắng. Than có ký hiệu là ô vuông màu đen. Sắt, vàng, đồng và một số loại khoáng sản khác. Vậy dầu mỏ và khí tự nhiên tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? Đó là khu vực Tây Nam Á và khu vực Đông Nam Á. Như vậy thì khoáng sản của châu Á sẽ có đặc điểm là rất phong phú và có trữ lượng lớn. Có một số khoáng sản quan trọng như là dầu mỏ, khí tự nhiên, than, sắt, vân vân. Các em hoàn thiện nội dung vào trong tập.
tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học tuần sau.